Fan Triệu Vy, Trương Trích Hằng khẩu chiến, đổ tại đối phương mà idol nhà mình gặp họa. Năm 2021 có lẽ là năm cực kỳ khó quên với làng giải trí Hoa ngữ. Chưa bao giờ người ta thấy nghệ sĩ ngã ngựa nhiều đến thế. Từ những tên tuổi hạng A như Ngô Dực Phàm, Trịnh Sản, đến những tiểu sinh đăng lên như Trương Trích Hằng cũng phải chịu chung số phận. Có thể nói Tổng cục Văn hóa Trung Quốc đang tiến hành thanh lọc, loại bỏ những nghệ sĩ thiếu phẩm chất đạo đức. Trong số những cái tên đã bay màu gây ồn ào và bất ngờ nhất chính là Trương Trích Hằng và Triệu Vy. Các fan si biết đều biết Trương Trích Hằng là trò cưng của Triệu Vy khi ngôi sao Sơn Hà Lệnh ký hợp đồng trực thuộc công ty của Én Nhỏ. Triệu Vy hết lòng nâng đỡ cho Trương Trích Hằng nên fan hâm mộ của họ xem nhau như người một nhà. Tuy nhiên cho đến khi Trương Trích Hằng bị phong sát vì scandal vô tri, thiếu hiểu biết về lịch sử nên bị gắn mác là phản quốc, thì cục diện tình thương mến thương giữa fandom hai nhà không còn nữa. Rồi sau đó Triệu Vy cũng bất ngờ bay màu theo đàn em, dấy lên nghi vấn nàng Đại Hoa bị Trương Trích Hằng làm liên lụy vì trong quá khứ cô cũng dính phốt tương tự khi mặc áo có quốc kỳ Nhật Bản. Đến nước này, từ người nhà, fan Trương Trích Hằng, Triệu Vy bỗng trở mặt thành kẻ thù. Hiện tại fan hai bên đang gây chiến quyết liệt. Phía Trương Trích Hằng cho rằng Triệu Vy thật xui xẻo vì quả phốt năm xưa của nữ diễn viên mới khiến Chu Tử Thư bị khui lại hình ảnh đi thăm ngôi đền. Trong khi đó, fan Triệu Vy cho rằng chính Trương Trích Hằng mới là nguyên nhân chính khiến Én Nhỏ bị phong sát. Vì scandal Trương Trích Hằng nổ ra nên dư luận mới đào lại scandal năm xưa của Triệu Vy. Hiện tại hai bên vẫn chưa kết thúc cuộc chiến. Dân mạng cũng thắc mắc rằng mục đích việc gây chiến giữa fan Trương Trích Hằng và Triệu Vy là gì khi thần tượng hai bên đều đã bị phong sát, mãi mãi không còn cơ hội quay lại làng giải trí. Sina nhận định việc phong sát hàng loạt ngôi sao là động thái mạnh tay của giới chức Trung Quốc khi chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền văn hóa thần tượng trong những năm gần đây. Việc này được cho là nhằm răn đe, tạo đà cho nhóm nghệ sĩ trẻ tài năng vươn lên, trở thành trụ cột tương lai. Đặc biệt khi tạp chí Forbes Trung Quốc công bố top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí năm 2021 thì không có một cái tên kỳ cựu nào. Thậm chí những cái tên ở thế hệ Gen Z nghiễm nhiên xếp hạng cao như Dịch, Dương, Thiên Tỷ, Vương Nhất Bác, Dương Tử. Sina khẳng định thêm, để quá trình chuyển giao thế hệ thuận lợi, giới quản lý sẽ bắt tay thanh trừng, siết chặt hoạt động, đặc biệt là ở nhóm nghệ sĩ thần tượng. Họ đang là thế lực chi phối khi có vị trí, sức ảnh hưởng và độ nhận biết cao trong giới nghệ sĩ Trung Quốc. Ngày 19 tháng 8, 64 nghệ sĩ Trung Quốc đã tham gia lớp học giáo dục đạo đức do Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình Quốc gia NRTA tổ chức. Đây được đánh giá là sự kiện vô tiền khoáng hậu trong ngành giải trí Hoa ngữ. Đến ngày 27 tháng 8, China Times cho biết Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC ra văn bản 10 biện pháp tăng cường quản lý hoạt động trong ngành giải trí. Theo đó, CAC yêu cầu các trang thông tin hủy tất cả bảng xếp hạng đo mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ, chỉ giữ lại bảng xếp hạng âm nhạc và phim ảnh, nhưng không được ghi tên ngôi sao. Ngoài ra, CAC kêu gọi người hâm mộ ủng hộ nghệ sĩ tỉnh táo và văn minh, chú ý đến chất lượng tác phẩm hơn là chạy đua theo những số liệu ảo thông qua bình chọn. Công ty quản lý của nghệ sĩ phải tăng cường kiểm soát, định hướng hoạt động cho hội nhóm người hâm mộ. Tổng cục Phát thanh Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đồng thời sẽ ra soát lại hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ đã trao trong vài năm trở lại đây để điều tra hành vi gian lận của các nghệ sĩ. Tiếp đó, Cục Thuế Quốc gia đã ký văn bản điều tra thuế quan của tất cả ngôi sao trong showbiz từ tháng 9. Đây được xem là bước đi mạnh tay nhất từ trước tới nay của ngành chức năng Trung Quốc. Đối với thị trường showbiz Hoa ngữ đang phát triển như vũ bão, thông điệp mà nước này muốn gửi đến giới nghệ sĩ là người của công chúng phải sống có đạo đức, chấp hành pháp luật và nêu gương cho giới trẻ. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lại lời của bà Vương Hải Yến, giám sát viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc rằng, người hoạt động văn hóa nghệ thuật cần chú ý giữ mình, nghệ sĩ cần đức trước khi cần tài. Thực tế lệnh cấm đưa ra không phải để mọi người cưỡi ngựa xem hoa, các cơ quan ban ngành sẽ còn mạnh tay hơn nữa, vì vậy một khi vi phạm sẽ rất khó trở lại hoạt động. Với các ngôi sao trẻ, hãy nhìn trường hợp của Trịnh Sản, Ngô Dực Phàm, Trương Trích Hằng, Hoắc Tôn để thức tỉnh hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Chiêu trò thị phi sẽ chỉ khiến các bạn gánh hậu quả, thậm chí bị cấm hoạt động nếu làn sóng tiêu cực lan rộng, bà Vương Hải Yến khẳng định.